Vâng, xin chào các bác. Hôm nay em xin phép lên nhanh chiếc đờ nông AVC 1850. Chiếc này thì đã có một bác giai ở Hà Nội cặc miệng với em và giục em liên tục. Thậm chí lúc nãy bác còn đòi xin số tài khoản để chuyển khoản ngay và luôn. Tính em thì vẫn rất cẩn thận. Trước khi giao hàng thì em phải tiến hành test cụ thể, đồng thời là chép ra một cái remote học để bác tiện trong cái việc sử dụng. Tất cả các kết nối như là kết nối đường optical, kết nối dạng rắc bông sen AV và cái điều quan trọng nhất là cái đường xuất fan-out bông sen. Sau khi giải mã là em cũng đã test hết sức kỹ kỹ lưỡng rồi. Về nhiệt độ của sò ở trên mên máy, xin báo cáo với bác là chiếc này như bác yêu cầu là bác không cho phép em được phép vệ sinh chiếc này. Bác sẽ tự tay vệ sinh cái âm ly của mình. Nhưng mà xin báo cáo với bác là sau khi mở nắp ra thì chiếc này ruột gan khá là sạch sẽ. Nó chỉ có dính một tí lông vải thôi. Như bác yêu cầu, em sẽ không hề đụng tới bất cứ thứ gì ở trong ruột của cái âm ly này. Không bao giờ thò cái chổi lông vào đây để phẩy phết cái gì cả. Em dành cái phần công việc đó cho bác. Còn bây giờ em xin test cái tính năng đầu tiên, đó là nghe bằng đường AUX analog. Vâng, như vậy là anh em ta đã được nghe cái đoạn test bằng cái đường AUX analog. Xin báo cáo với bác là mặt chiếc âm ly nó vẫn còn dính băng keo tùm lum tà la. Cái này về bác tự vệ sinh nhé. Mặt chiếc âm ly về cơ bản là còn tương đối đẹp. Núm volume và núm chức năng cũng đều là nhôm cả. Bây giờ em xin test tính năng tiếp theo. Trên cái remote này em học được khá nhiều nút. Cái này về bác tự tìm hiểu. Bác chỉ nhớ hộ em cái nút mà em tô thành màu đen này chính là nút tắt nguồn. Còn nút đỏ vẫn là nút mở nguồn như bình thường. Khi mà bác sử dụng cái remote này về mà bấm nó loạn lên là tự dưng nó mất lệnh ấy, thì cứ cái nút có chữ TV này, bác nhớ nhé, cái nút có chữ TV tức là TV này, bác ấn lại nó thì lập tức nó sẽ trở về cái lệnh của cái âm ly đờ nông này. Đó. Bây giờ em xin test cái tính năng giải mã optical. Nguồn phát thì vẫn là cái đầu đĩa mini kinh điển này. Như vậy là anh em chúng ta vừa được nghe cái đoạn test bằng đường optical in.
Về chất lượng ruột gan của chiếc Omly này, em đánh giá là còn rất đẹp. Em chưa hề đụng cái chổi lông vào theo yêu cầu của bác, là bác không cho phép em vệ sinh chiếc này thì em không vệ sinh. Đây là zin chất bãi. Đối với một chiếc Omly zin chất bãi mà sạch sẽ như thế này thì rất là yên tâm, không phải lo lắng gì cả. Sợ nhất ở bên trong ruột nó có cả hàng cục rác cơ, còn như này sạch lắm, yên tâm. Còn đây là về phía sau, các cọc loa còn tương đối ngon, không bể, không cong vẹo. Còn cái model 1850 thì khá là quen thuộc rồi. Chiếc này em đã từng cho lên sóng một chiếc tương tự. AVC 1850, công suất tiêu thụ nguồn 220W. Điện áp sử dụng 100V, made in Korea. Chiếc này sử dụng tổng cộng 10 sò san ken 1 vít, có hai đường optical in. Bác nhớ hộ em là nếu như bác muốn sử dụng chiếc âm ly này như một chiếc đầu giải mã thì bác đưa đường quang vào một trong hai cái ngõ optical 1 hoặc 2 này. Còn đường ra bông sen bác lấy ở hai cái lỗ có chữ phông ở cái đường Fresnel này. Đó. Cái này thì ở video trước, ở cái chiếc trước em cũng đã nói rất kỹ rồi. Về tổng quan, chiếc này cả đằng trước lẫn đằng sau đều còn tương đối đẹp. Tăng phô còn óng, chưa có dấu hiệu gì bị han gì. Còn đây là vỏ nắp bẩn nguyên ạ. Em chưa hề vệ sinh đâu. Đây, đây là vẹt băng dính. Về cái này về bác tự xử nhé. Ở chỗ nào mà nó mót nhẹ thì bác tự gò ra. Đổ bãi không tránh được cái chuyện nó mót đâu. Đây là phía phía trong. Đó, bác nhìn kỹ hộ em. Hoàn toàn không có gì xét gì cả. Chiếc này thì ở cái model này thì nó cho phép chỉnh bát check ở ngay trên mặt máy. Còn ở trên remote thì em không học được cái tính năng chỉnh bát check của nó đâu ạ. Bác chỉnh ở trên mặt máy nhé. Đây là chỉnh check này, đây là chỉnh bát này, nó tách ra. Ấn vào đây là chỉnh check. Đó, xoay cái này. Ấn vào đây là chỉnh bát. Xoay cái này. Rất đơn giản. Còn đưa về đánh 5 kênh giả lập stereo thì ấn vào đây. Còn đưa về đánh hai kênh stereo thì ấn vào đây. Còn những cái thứ này là những cái hiệu ứng âm thanh giả lập. Cái này thì nó dễ thôi, về bác mò vài phút là ra thôi ạ. Vâng, xin mời bác Giai vào xem video. Nếu thực sự ưng thì nhắn tin lại qua Zalo hoặc gọi cho em. Em sẽ gửi số tài khoản cho bác để chúng ta tiến hành giao dịch. Vâng, xin cảm ơn các bác đã dành thời gian cho video này.